chúng tôi hành thân thay mặt cho ban tổ chức đồng hành với đại lễ cung đón hòa thượng từ biên quan la biên sa tịnh, chúng tôi hành thân kính bái kính hòa thượng. Con xin cúi đầu thành đảnh lễ hòa thượng để phát bạch. Lễ bạch hòa thượng, kể từ khi cách đây gần 10 năm được hòa thượng ra trợ duyên vào Phật pháp tại Hà Nội, chúng con có duyên may được gặp minh sư, được tiếp cận với chánh pháp. Kể từ đó đến nay, chúng con luôn luôn mong muốn được nghe hòa thượng chỉ dạy. Công việc trần gian của chúng con còn nhiều đam mê, nhưng mỗi một lần từ sự suy nghĩ đến hành động, chúng con đều tuân theo chánh pháp, đều tuân theo lời chỉ dạy của hòa thượng. Mỗi một lần được nghe hòa thượng giảng là chúng con thấy một lần thân tâm được an lạc thêm một phần. Hôm nay hội đủ về đây gồm có giáo sư, tiến sĩ, các bác sĩ, các lưu y, các thiện trí thức cùng các phật tử và các đạo tràng quân đội về đây, kính mong được hòa thượng hoan hỉ chỉ dạy. Có những người đã được nghe hòa thượng giảng dạy nhiều lần, có những người mới chỉ được tiếp xúc với hòa thượng qua sách báo. Hôm nay quân về đây hội đủ duyên lành được và mong muốn được hòa thượng hoan hỉ từ bi để chỉ giáo cho chúng con. Chúng con xin kính mong hòa thượng hoan hỉ ban phước lành cho chúng con. Toàn thể Phật tử, chúng tôi lẽ ra được nghỉ lâu rồi, nhưng vì cái trách nhiệm cho nên phải cố gắng làm hơi quá cái tuổi của mình. Năm nay tôi đã 82 tuổi mà đi giảng nó hơi sai với cái khả năng, cái sức lực của mình. Nhưng mà vì thấy quý vị có tâm muốn hiểu Phật pháp thì chúng tôi phải cố gắng nói. Bởi vậy cho nên khi giảng nói thì chắc cần quý vị nghe hơi buồn ngủ một chút. Tôi đi từ phần nhỏ đến phần lớn và chúng tôi nói hơi chậm thì quý vị nghe chịu khó theo dõi thì cả dĩ chúng ta thông cảm nhau được. Đề tài chúng tôi nói hôm nay là đạo Phật, đó là cái tên chung. Hiện tại chúng tôi thấy có nhiều người cho rằng đạo Phật, đạo Chúa, tất cả đạo đều là tôn giáo. Thì như vậy đứng về mặt tôn giáo, các ngài nhìn thấy là chung, nhưng là riêng cá nhân tôi thì tôi không chấp nhận đạo Phật là một tôn giáo. Tại sao vậy? Bởi vì tôn giáo thì nặng về tín ngưỡng, mà đạo Phật không phải tín ngưỡng. Tôi nói rõ, đạo Phật, đạo là con đường, là phương pháp, Phật là giác ngộ. Con đường hướng dẫn người đi đến giác ngộ,
làm sao thành một tôn giáo được. Đó là một cái lẽ mà chúng tôi thấy nếu chúng ta gom lại đặt chung cái tên thì hơi không hợp lý. Đó là một điều rất là xác thực. Kế nữa là quý vị nhìn đạo Phật, thấy đạo Phật hiện nay có những việc làm cũng dường như là mê tín, nhất là các chùa đi cúng kính cầu xin đủ thứ. Thì như vậy cho nên người ta nói tôn giáo cũng là phải. Bản chất đạo Phật thì không phải tôn giáo, nhưng người theo đạo Phật, nhất là thế giới tu sĩ, lại có những cái tư cách, những cái hành động làm giống như là một tôn giáo. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn qua đều thấy đều biết. Nhưng mà giờ tôi định nghĩa rõ hơn. Như Phật đó là tiếng Phạn, tiếng Phạn là Buddha, Trung Hoa dịch là, dịch âm là Buddha, còn dịch nghĩa là giác giả. Như vậy Phật là cái người giác ngộ, giác ngộ viên mãn thì gọi là Phật. Vì trên đường giác ngộ có từng bậc, từng cấp, đến khi đến chỗ cuối cùng gọi là giác ngộ viên mãn. Mà giác ngộ viên mãn gọi là Phật. Cho nên dưới Phật là Bồ Tát, Bồ Tát thì là phần giác, tức là giác ngộ từng phần. Như vậy thì chúng ta tu theo đạo Phật hay là đi trên con đường của Phật hướng dẫn thì phải có giác ngộ. Từ một phàm phu bước vào đạo Phật là bắt đầu bước đi trên con đường giác, rồi tới Bồ Tát thì giác ngộ từng phần, đến khi viên mãn gọi là Phật. Thì quý vị thấy thủy chung đều là giác hết. Mà đã giác ngộ thì không có lòng tin. Mê tín là một cái lòng tin nặng, cho nên tin thì không có giác, mà giác thì không có tin. Đó là một cái điều tôi nói cho rõ. Như vậy thì đạo Phật đối với các tôn giáo rất là khác xa, không có thể giống nhau được. Ví dụ bên tôn giáo thì lấy lòng tin nơi Đức Chúa Trời làm chỗ tuyệt đối. Cái gì mà trong Thánh Kinh phán ra đều phải tuân. Còn bên đây đạo Phật không phải vậy. Đức Phật dạy chúng ta giác ngộ để tu hành, chứ không phải tin vào Đức Phật để rồi Ngài bảo sao làm vậy. Không phải vậy. Cho nên hai bên nó có những cái cách biệt. Vì vậy mà cái người tu theo đạo Phật, quý vị thấy nó có những cái hơi khác. Chúng ta không phải mỗi đêm cầu Phật, lại Phật, tụng kinh, xin Phật ban cho phước này phước nọ. Mà có những người tu theo đạo Phật vẫn ngồi im lặng một chỗ mà gọi là tọa thiền, không có cầu xin, không có mong mỏi cái gì hết. Thì như vậy là sao? Là người tụng kinh cầu nguyện xin Phật ban ơn và người ngồi im lặng không cầu xin gì hết thì ai trung thành với đạo Phật? Đó là những cái việc mà quý vị nhìn ở trong đạo Phật có xảy ra như vậy. Bởi vì tất cả quý vị chắc cũng đọc sơ
sẽ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ai cũng biết rõ một vị thái tử ở Ấn Độ đi tu, mà khi đi tu ngài học hỏi với các vị tiên nhiều người mà không toại nguyện. Cuối cùng ngài đến cội Bồ Đề, ngồi dưới gốc cây, đúng cây đó là cây Tất Bát La. Ngài ngồi đó, ngài thiền định. Định tới đêm thứ 49 thì ngài giác ngộ viên mãn. Như vậy thì cái hạnh của Phật tu là cái hạnh ngồi thiền được giác ngộ, chứ không phải tụng cầu xin. Mà chúng ta bây giờ hơi nặng cầu xin, mà cũng có lý, vì Phật tử xin nhiều quá, nhờ thầy cầu mà thầy không cầu thì chắc nói thầy không từ bi. Cho nên phải cầu, thì cái đó lỗi tại ai? Lỗi cả thầy lẫn trò. Còn chính cái gốc của Đức Phật là tọa thiền được giác ngộ. Mà nếu chúng ta tu theo Phật mà làm khác đi thì e rằng không được đúng với cái tông chỉ của ngài. Đó là tôi nói tổng quát. Bây giờ vào chi tiết một chút. Mình đặt câu hỏi, hỏi ngài giác ngộ cái gì, có bằng chứng hay không? Đó là một cái điều mà tôi muốn đi từng chi tiết. Trong kinh thường dùng cái từ, khi mà Phật nói cái gì nhiều á thì đều nói hằng hà sa số thế giới, tức là cái thế giới ở trong bầu hư không này thật nhìn thấy nhiều như cát sông Hằng. Thì hồi xưa hơn 2000 năm về trước, câu nói đó không ai tin được hết. Mãi tới ngày nay chúng ta tin chưa? Chắc cũng phải tin, vì ngày nay khoa học đã tìm thấy ở trong hư không có vô số hành tinh. Như vậy thì cái thấy của Đức Phật là một cái thấy hết sức là xa xôi, cái thấy tường tận, xa hết ngài cũng thấy được. Cho nên người học Phật ban đầu khó tin lời Phật, nhưng mà càng suy gẫm, nhất là càng ở trong xã hội tăng tiến khoa học, nó tìm ra được những cái điều mà hồi xưa mình chưa biết. Bây giờ mình biết được thì cái thấy thế giới nhiều như các sông Hằng của Phật với cái hiện nay cái thấy của khoa học nó cũng gần gần. Chứ khi xưa mình chỉ biết cái thế giới mình duy nhất, chứ không biết tới cái thứ hai, thứ ba. À, ngày nay biết được. Còn Đức Phật ấy, thì ngài thấy vô số thế giới, không phải một, mà thế giới có cái tốt, cái xấu, cái to, cái nhỏ, sai biệt, chứ nó không phải một vật. Vì vậy mà Phật nói có nhiều thứ thế giới. Thì thế giới trong đó, như quý vị mà có học Kinh Di Đà thì Phật giới thiệu cõi cực lạc sao? Cách đây 10 muôn ức thế giới có một thế giới tên là cực lạc ở phương Tây. Trong đó có Đức Phật A Di Đà đang dạy người ta tu. Ai mà niệm danh hiệu ngài thì ngài sẽ tiếp đón về thế giới đó. Thì như vậy chúng ta nghe nói thế giới cực lạc, chúng ta tin không? Chắc khó mà tin. Nhưng mà Phật thấy rõ, ngài quy định cái số mà từ đây tới đó là 10 muôn ức thế giới, rồi nó tới thế giới cực lạc. Thì những cái đó nó quá cái sức của chúng ta, mà quá sức chúng ta vội vàng phủ nhận, nói nó vô lý, được không? Nếu phủ nhận như vậy thì nghe rằng chúng ta cũng cho bên khoa học là vô lý, vì mắt mình không thấy,
Đó là mình nói xa. Còn nói gần thì Phật nhìn ở trong bát nước có vô số vi trùng. Đó là một cái điều cũng khó hiểu. Cho nên một hôm có thầy tỳ kheo, ngày đi đường thầy tỳ kheo đó đã chứng quả A-la-hán. Thầy đất khát nước quá, ngài mới dừng lại một hồ nước. Ngài dùng thiên nhãn, ngài nhìn xuống nước thấy vô số vi trùng, ngài không có được. Ngài về khát nước, ngài bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con khát nước quá, nhưng mà nhìn trong nước thấy có vô số vi trùng, tại sao con mới muốn? Thì Phật vỡ, nói tại sao ông khờ vậy? Lúc đó phải dùng nhục nhãn mà thấy thì không có ngại, mình muốn được. Thì như vậy quý vị thấy con mắt của ngài thấy xa muôn trùng, biết vô số thế giới. Con mắt của ngài nhìn xuống nước thấy có vô số vi trùng. Ngày nay mình tin chưa? Thì chắc rằng ai đi sâu trong khoa học thì đều thấy rõ, kiến hiển vi đã giúp mình thấy rất nhiều. Đó là nói nước ở ngoài. Còn ngài nhìn ở trong thân mình, nguyên trong kinh Công Đức Án này: nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng, tại trung nhi trú. Nó trong thân mình có vô số vi trùng đang ở trong đó. Ngày xưa thì không có tin, nhưng ngày nay thì bác sĩ tin hết. Phải không? Trong thân mình có vô số vi trùng. Mà mình ngày nay tin là qua kiến hiển vi, Đức Phật thấy không có kiến gì hết, là thấy suốt như vậy. Thì như vậy quý vị thấy, nhìn xa vô lượng vô biên ở bên ngoài, ngài thấy rõ. Nhìn gần những con vật tí ti như vi trùng, ngài cũng thấy. Thì như vậy cái giác ngộ của ngài là sáu căn thanh tịnh, cho nên thấy tất cả, cả nghe được tất cả, mà tất cả cái gì xung quanh ngài biết không có sai lầm. Đó là những cái lẽ thật mà Phật đã từng thấy, từng dạy. Như vậy thì chúng ta tu theo Phật hay là học Phật, có những cái quá sức biết của mình, thì lúc đó mình nên tin hay không nên tin? Đó, bây giờ tôi nói cái quá sức biết của mình là như trong kinh Phật có diễn tả. Phật nói ngài nhìn thấy chúng sanh luân hồi trong lục đạo như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy kẻ đi qua, người đi lại không sai lầm chút nào. Bởi vì con mắt thường của chúng ta là chỉ cái gì có hình tướng mình thấy, quá hình tướng thì mình không thấy. Còn Phật thì ngài thấy tất cả. Bởi ngài thấy tất cả cho nên cái chết của chúng ta, thế thường hay nói chết là hết, nhưng có hết đâu, chết rồi vẫn còn. Còn đi đâu thì ngài nói rằng đi trong sáu đường, thấp nhất khổ nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi người, Atula và cõi trời. Đi trong sáu đường đó lẫn quẩn lên xuống, ngài thấy rõ cái con đường phải đi đó, như người nhìn từ lầu cao ngó xuống thấy kẻ đi qua, người đi lại không tí nghi ngờ nào. Thì những cái điều đó tôi biết có một số vị chưa dám tin. Còn đối với chúng tôi thì phải tin chứ không có nghi ngờ nữa. Bởi vì chúng ta kiểm điểm lại ngay trong cuộc sống này, có những người sinh ra
thì thấy họ rất là đầy đủ phúc đức. Có người sinh ra lại xấu xí, đức phúc. Thì hỏi tại sao vậy? Thì trong nhà Phật nói rõ, bởi vì cái người tạo duyên lành thì đời sau sinh ra đầy đủ phúc đức. Người tạo cái duyên ác mà chưa đến nỗi phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì sinh ra nó khó khăn, đau khổ, chứ nó không có được tốt. Như vậy, chúng ta được cái thân người tốt đẹp hay là xấu xa đều do cái duyên nghiệp của chúng ta tạo từ trước, chứ không có một đấng nào bắt chúng ta phải thế này thế kia hết, mà chính chúng ta là cái người tạo ra rồi mình lãnh chịu. Cho nên Phật nói tất cả đều từ nhân mà đến quả, chứ không có cái gì ngẫu nhiên thành quả, mà phải từ nhân đến quả. Như vậy thì trong sáu đường luân hồi, tất cả chúng ta có khi lên, có khi xuống, thì chết không phải mất, thì làm sao mà dừng ở một chỗ hoài. Đó là nói cho quý vị thấy. Còn nghĩ tới cái chết có mất hay còn, thì chắc rằng trong đây cũng có người tin, có người cũng chưa tin. Nếu chết rồi mà mất hết, không còn gì, thì đó là một cái nhìn hơi hiển cận một chút. Tôi nói gần nhất là cái thân của mình, nhà Phật dùng từ là do tứ đại hợp thành. Đất là chất cứng, nước là chất ướt, gió là động, lửa là hơi ấm. Bốn cái đó nó hòa hợp mà thành thân này, thiếu một là mình bại hoại. Nhưng mà khi mình chết thì cái gì đi trước? Hơi thở đi trước, thở thì con hít lại thì rồi, rồi từ từ cái hơi ấm ra, rồi sau cùng tới nước, nước rồi tới đất, nó rã ra. Nhưng mà mấy cái đó nó có mất hết không? Hết rồi còn. Hơi thở mình mượn không khí ở ngoài hít vô, tới đường không dừng nữa thì thở khi ra trả cái đâu, chứ đâu có giữ luôn đó. Nếu còn giữ luôn thì không chết, mà chết là phải trả. Thở khi ra thì tắt thở. Còn cái hơi ấm cũng vậy, lửa đó đâu phải nó mất. Nếu là khi còn thân này thì nó còn hơi ấm, thân này chết từ từ nó nguội, nó ra từ từ, thành nó lạnh từ từ, rồi tan hết. Cái nước cũng vậy, 5-10 ngày thì nó thẳng, nó rã thành nước ra rồi tan hết. Như vậy thì tứ đại không mất, mà trong con người mình đâu phải chỉ có tứ đại thôi, mà còn là phần tinh thần nữa. Phần tinh thần của mình mà ở thế gian thường gọi là linh hồn đó, thì cái đó nó không tướng mạo mà nó rất là mạnh mẽ, nó điều chỉnh cái thân này. Như vậy thì thân chúng ta nó có đủ tứ đại hòa hợp thành, trong đó nó có hai phần tinh thần và vật chất. Phần tinh thần đó trong nhà Phật nói rõ nó có nhiều thứ, mà trong nhà Phật dùng cái từ là tâm thức đó, nó có nhiều thứ lắm. Nếu chia chả ra thì hơi nhọc, mình tôi thì chỉ rút đơn giản lại thì tâm chúng ta có hai phần, phần sinh diệt và phần không sinh diệt. Mà lâu nay chúng ta chỉ biết được có một phần sanh diệt, mà không biết phần không sanh diệt. Như vậy thì cái phần sinh diệt của tâm á, là cái suy nghĩ hơn thua, phải quấy, tốt, xấu,
được mất vân vân. Cái suy nghĩ đó nó chả có rồi không, chả có rồi không, chứ nó không phải nguyên vẹn từ sớm tới chiều nguyên một cái suy nghĩ, mà nó luôn luôn đổi thay sinh diệt. Như vậy thì cái sinh diệt đó nó không có thực, nhưng hiện tại chúng ta nói nó là cái gì? Ai suy nghĩ? Tôi suy nghĩ. Nhận cái suy nghĩ đó làm mình, rồi nhận cái vui là mình, cái buồn là mình, tất cả cái tâm đó đều gọi là tâm mình. Khi nhận những cái động sinh diệt đó là mình, thì có cái tịnh không sinh diệt mình quên mất, không biết. Thực ra bây giờ hỏi tâm thì ta cứ phân tích tâm lý, những cái gì buồn vui, những cái gì khôn giả như vậy, đó là tâm lý của mình. Nhưng mà thực ra thì cái tâm lý đó chỉ là tâm lý sinh diệt. Còn có một cái không sinh diệt mà chúng ta chưa bao giờ biết. Chẳng những là người đời không biết, mà kể cả người tu như chúng tôi cũng có nhiều người không biết. Như vậy thì phải làm sao để biết nó? Nếu là cái tâm sinh diệt đó, thì đây tôi nói cho quý vị hiểu rõ, trong nhà Phật dạy chúng ta tạo cái nghiệp lành, nghiệp dữ, thì khi chết cái nghiệp đó đi dẫn chúng ta đi. Chứ nghiệp tức là thói quen, như người trước chưa nghiền rượu mà bây giờ tập mỗi ngày uống một cốc, uống chừng cái tháng cho sạch, nó nghiền. Thì cái nghiền nó từ đâu có? Từ cái tập thành thói quen. Mà khi nghiền rượu rồi thì cái nghiền nó đó sao? Nó mạnh hay yếu? Nghĩa là tới cử nghiền nó, nếu không có tiền trong túi nó cũng bắt đi tới tiệm uống rượu, phải không? Uống rượu mà cũng phải đi. Thì như vậy cái sức nghiền nó mạnh hay nhẹ, nó làm chủ được mình hay không, khi đó nó làm chủ cả con người. Như vậy cái làm chủ đó không phải bỗng nhiên nó có, mà tại mình tập. Cho nên nhà Phật nói từ tập nó sanh ra nghiệp. Nghiệp là cái sức lôi kéo dẫn dắt mình đi. Như vậy thì hiện tại chúng ta tập uống rượu, thì khi thiếu rượu cái nghiền nó dẫn chúng ta tới tiệm, tới quán, thì cái đó gọi là nghiệp dẫn. Cũng như vậy, hiện tại trong cuộc sống này Phật dạy rằng nếu chúng ta làm những điều dữ, điều ác, như những kẻ cướp thì chẳng hạn, đi giật của người ta, khi được thì về vui cười ăn uống để cho thỏa mãn, cho đó làm cái hãnh diện, rồi tập tiếp quen thành ra cái nghề ăn cướp. Mà khi thành nghề ăn cướp rồi thì cái nghề đó trong nhà Phật gọi là cái nghiệp, nghiệp đó là nghiệp xấu, nghiệp ác. Cho nên khi nhắm mắt thì họ bị dẫn, dẫn đi đâu? Dẫn tới những người mà họ giật ngày xưa đó, để cho họ đòi hỏi đền trả. Thì như vậy cái nghiệp nó dẫn đi thì chúng ta không thấy, nhưng mà nó không phải không có. Như giờ cái nghiệp nghiền rượu, quý vị thấy nó là sao? Nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà bản thân cái người bị nghiền rồi thì nó rất mạnh. Thì cũng như vậy, chúng ta tu hay là chúng ta không tu, không tu mà tạo nghiệp ác thì nó dẫn chúng ta đi sanh những chỗ xấu ác, cũng như là cái nghiệp nghiền rượu vậy. Còn chúng ta tu thì có cái nghiệp lành, cái dẫn chúng ta đi tới chỗ tốt, chỗ an ổn, thì cái đó cũng là do nghiệp dẫn. Thành lập hiện ác đều có nghiệp hết. Vậy mà nói nghiệp lành, nghiệp dữ. Như vậy thì có những cái
Phật dạy nó quá sức hiểu biết của mình. Nhưng mà mình đừng lầm tưởng rằng cái mình không hiểu biết là cái nó không có. Có, mà tại vì chúng ta chưa tìm hiểu thấu đáo cho nên không có tin được. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cùng cực thì thấy rõ ràng những cái việc đó không phải là không. Như vậy thì tất cả người theo đạo Phật, Phật bắt tu là để làm gì? Tức là để tạo nghiệp lành. Tôi nói ví dụ như người bước chân vào đạo Phật thì Phật bắt giữ năm giới cấm: không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì đó là để tránh cái nghiệp ác cho họ. Năm cái đó nếu phạm phải cái nào cũng có thể tạo ra nghiệp ác. Cho nên Phật trước hết đừng cho người Phật tử bị tạo ra cái nghiệp ác rồi nó dẫn đi. Phải dừng lại, không có bị những cái xấu ác nó lôi kéo. Đó là cái bước đầu của người Phật tử tu. Còn những cái lối tu khác còn nhiều lắm, đây tôi chỉ kể bước đầu thôi. Như vậy thì cái bước đầu của người Phật tử bước vào đạo tu á, thì quý vị thấy nếu giữ tròn năm điều cấm đó thì người đó tốt trong xã hội hay không? Đó là người tốt ở trong xã hội, mà họ không làm cái xấu ác với mọi người thì họ là cái người tốt. Người tốt hiện tại sẽ được tiếp nối những đời vị lai, họ cũng là người tốt. Còn nếu hiện tại là người xấu thì vị lai cũng là chịu cái khổ xấu đau. Đó là cái lẽ thực, chứ không phải là tưởng tượng. Nhưng vì cái nghiệp chúng ta không thấy, nghe Phật nói mà không thấy, cho nên bây giờ có thể chúng ta dùng cái từ dễ hiểu nhất là thói quen. Thói quen mình tập cái gì thì sao nó dẫn mình theo cái đường đó. Đường đó. Như vậy thì cái thói quen của con người xấu hay con người tốt đều là do cái tâm mà có, chứ không phải bỗng nhiên mà có. Đó là tôi nói về cái thói quen á. Như vậy thì chúng ta được sanh nơi này, được sanh nơi kia khác nhau, như trong kinh Phật nói, đều là do cái sức của mình, chứ không phải do ai hết. Phật chỉ đưa ra những điều kiện để mình biết rõ cái này là đi đường tốt, cái kia là đi đường xấu, rồi tự mình chọn lấy mình đi. Chứ không phải Phật đưa mình lên, Phật đè mình xuống gì hết. Cho nên nó khác với các tôn giáo. Các tôn giáo khác thì nghĩa là sai thì các đứng về trên đó sẽ phạt, còn đúng thì được hưởng, thì cũng có người thưởng người phạt. Còn ở trong nhà Phật nói thì chính mình làm rồi chính mình chịu, tùy theo cái nghiệp lành nghiệp dữ của mình. Thì như vậy đạo Phật có tự do không? Cái gì thấy có tự do không? Mới vô thì họ thấy sao mình mới bước vô đạo bắt giữ năm liều cấm thấy như mất tự do. Nhưng mà sự thật vì tôn trọng cái an lành của người Phật tử cho nên buộc lòng phải cấm. Cấm đó là một cái tiếng nói hơi mạnh, chứ người đó tự hứa nếu hỏi là Phật tử từ nay tới suốt đời không được trộm cướp, có giữ được không? Thì nếu người đó hứa là mô Phật giữ được thì cái đó là mình hứa, tuy cấm nhưng mà cho tự do. Nếu mà thấy giữ chưa được thì làm thân thì chưa giữ cái giới đó. Thì như vậy thì quá tự do, chứ đâu phải là bắt không được bị phạt cái gì. Thì chỉ là người lớn hỏi để mình xét nét kỹ, để thấy được thì mình hứa, không được thì chưa hứa. Đó là cái ý nghĩa trong đạo Phật nói cấm mà không cấm. Đó
Như vậy thì quý vị mới thấy Đạo Phật cởi mở quá rõ ràng, nó không có cái gì gọi là cái bắt buộc. Mà người tu theo Đạo Phật là cái người phải tìm, phải kiếm cho ra cái con đường tốt cho đời của mình, chứ không có để đi trong những cái lối xấu. Còn sanh ở trong sáu đường luân hồi đó, thì quý vị có đủ lòng tin có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh không? À, cái đó cũng là cái hơi khó hiểu một chút. Địa ngục thì không biết ở chỗ nào, nhưng mà trong nhà Phật nói nơi nào mà con người bị hành hạ khổ sở chính là nơi địa ngục, chứ không phải có một quả thiên. Đó, chỗ nào mà bị hành hạ khổ sở đó là chỗ địa ngục. Rồi súc sanh quý vị tin có không? Lâu lâu cũng có những người có những cái bớt còn dính đây nè, bên phải bên trái, và bớt con này con nọ đó. Thì cái đó là để đánh dấu cho chúng ta nhớ rằng có những người ở cái địa vị thấp đó, khi hết tội rồi trở lại làm người. Phải trở lại làm người cho nên cái dấu vết nó cũng còn, à, lâu lâu đó, chứ không phải là có thường. Thỉnh thoảng chúng ta đi sâu ở trong thì cái đó thấy rõ lắm, nhất là những vị bác sĩ chắc là làm cái đó. Lâu lâu có những người chết kẹo đó, những cái dấu nó không phải là cái dấu thường. Có người giấu ở trên da họ giống hệt là da bên heo, có lại có người giống da bò, da trâu. Như vậy thì như là muốn cảnh tỉnh chúng ta rằng cái sự luân hồi đó không phải là không, nó có rõ ràng là tại mình không lương tâm. Chúng ta có cái thánh hời hợt, cứ thấy rồi bỏ qua, không có suy gẫm. Chứ mà nếu suy gẫm thì thấy đó là những hiện tượng nó không tốt lành. Như vậy thì từ con người rồi xuống, rồi cũng từ các cái cấp dưới đi lên, nó là hết nghiệp thì trở lên được làm người. Bởi vậy cho nên ở trong con người nó lại có nhiều hạng. Những người ở cõi Atula, cõi trời, hết bước xuống cũng được làm con người. Thì chúng ta ở dưới trong các cái điều lành này thì hạng chúng ta thấp, nhưng mà hơn những cái cấp dưới. Rồi những người ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng được lên làm người. Cho nên trong con người chúng ta có nhiều giới quá. Những người thì thấy thật là đáng quý, đáng kính, đó là như ở cõi trời xuống, hết nước thì xuống đây, hoặc đời trước là tu thập thiện, đời này trở lại làm người, rất là đầy đủ tư cách và có những tâm hồn cao thượng. Còn những người ở dưới mới lên, cho nên những cái gì cũ của họ cũng còn hơi có thói quen, cho nên làm chuyện nó không được tốt, không được đạo đức. Thì như vậy tất cả chúng ta ở trong xã hội này không có ai giống ai hết, vì kẻ ở chỗ này người ở chỗ kia đến, cho nên nó khác nhau. Cái khác đó chỉ là do cái nghiệp riêng thôi, con người thì chung nhưng mà cái nghiệp thì riêng. Quý vị kiểm thấy rõ ràng như vậy. Cho nên nhiều khi chúng tôi cũng tự quan sát lấy mình, hỏi tại sao mình còn nhỏ mình ham đi tu. Thì cái đó, câu hỏi đó thì chỉ có mình trả lời cho mình, chứ ai trả lời cũng không được hết. Thì xét kỹ, đi tu là một cái việc khó khăn, vô chùa ăn chay trường đồ cực quá. Mà hồi còn nhỏ tại sao mình lại ham cái đó? Thì biết rằng trước mình có cái duyên tu, hay là nói cách khác là cái nghiệp tu, cho nên bây giờ ra đời cái muốn tiếp tục cái đó. Còn những người khác cũng vậy, có những cái ra đời cái họ thích liền, thích cái nghề thầy, thích cái nghề nọ. Có những người thích những cái việc rất tốt, rất lành. Có những người thích những việc không tốt lành. Thì như vậy, việc sai việc đó là cái mình mang sẵn từ trước, chứ không phải mới đây
xã hội chưa giáo dục được mình mà mình đã có sẵn. Cho nên khi ra đời thì cái ưa thích của mình đó là cái sẵn của quá khứ. Biết vậy thì mình cũng không có lấy gì tự hào rằng đời này mình hơn người ta, vì cái quá khứ mình đã có tu chút chút rồi. Cho nên bây giờ ra mình làm được những việc tốt, còn người kia họ chưa tu nên họ làm việc không được tốt. Đó là cái duyên của quá khứ nó còn. Như vậy thì quý vị thấy quá khứ nó có rồi nó còn, thì vị lai nó cũng có, nó cũng còn. Hiện tại này chúng ta làm cái gì thì vị lai nó cũng có ảnh hưởng hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy trong nhà Phật nói cái nhân quả, không ông Phật nào hay là ông Thánh nào hành phạt chúng ta hết, mà chính cái nhân chúng ta gây thì cái quả cũng chịu. Thì như vậy cái lý nhân quả của đạo Phật rất là công bằng. Mình làm mình chịu, chứ đâu có ai trừng phạt mình, có ai làm khổ mình đâu. Thì như vậy chúng ta chỉ tự chọn cái nhân tốt để làm thì cái quả tốt nó đến. Tự chọn cái nhân xấu mà làm thì cái quả xấu đến. Ví dụ như hiện tại có những người họ lớn lên rồi họ thích đuổi theo mấy người ăn trộm ăn cướp để tập. Để tập ăn trộm cướp thì tới cuối cùng họ phải khổ. Còn có những người lớn lên là hiếu học, học hoài mà cũng vẫn chưa thấy đủ, thì đó thì họ sẽ thông minh, họ sẽ hiểu biết nhiều. Thì như vậy cái sẵn trong cái đời này hay là cái đời trước, cho nên ngày nay ra thì chúng ta sẽ gặp lại chứ không mất mát đâu hết. Như vậy thì nhân quả của nhà Phật nói là nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, nên nó cứ tuần hoàn như vậy, chứ không phải chỉ có một đời này thôi. Những người thấy chỉ có đời này thì thấy nó hơi chuyển cảnh, nó không có đầy đủ. Mình nhìn mình thì biết ngay quá khứ mình đã có cái gì rồi. Đó. Còn những người khác cũng vậy, nghĩa là những cái mình cho là xấu mà lại tham lam thì như vậy là quá khứ họ cũng có cái gì. Cho nên bây giờ họ phải tiếp tục. Đó là cái nhân quả, mà cái nhân quả thì nó liên hệ với cái luân hồi, hai cái nó đi theo nhau. Cho nên nhân mình tạo, dù là cái nhân lành mình tạo, lẽ ra mình sẽ được hưởng cái quả lành, nhưng mà thấy tới ngày mình xong tuổi mình chưa hưởng được, mình trách có lẽ Phật nó không đúng, mình làm lành thì sao chưa được hưởng quả. Nhưng mà chưa có nhớ rằng ngày mai mình còn trở lại thì quả lành nó sẽ tới với mình, chỉ tới sớm và muộn thôi, chứ không có phải tạo rồi cái chịu liền. Bởi vì cái nhân quả hiện đời là những người không có nợ trước và nợ sau thì nhân quả hiện tại, còn những người mà có nợ trước hoặc sau thì phải hoặc là trả những cái xấu trước rồi cái tốt sẽ đến sau, hoặc là hưởng được cái tốt ngay bây giờ mà cái xấu nó sẽ đến sau, nó tùy theo cái duyên nghiệp, chứ không phải bỗng dưng hay là chợt nó đến liền. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì chúng ta hiểu đạo Phật, thấy đạo Phật mới nhìn là thấy nó hơi lạ, nó quá cái tầm biết của mình. Nói đời này, nói đời sau, nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mình nghe nhiều quá, mình khó hiểu. Nhưng mà sự thật đi sau rồi thì những cái đó không phải là không, nhưng vì qua một đời chúng ta không nhớ nổi, chứ không phải là không. Đó là tôi nói cho kỹ càng chút. Còn một điều nữa, như khi nãy tôi nói, Đức Phật thấy không phải thấy ở ngoài thôi, Ngài thấy ngay con người mình có cả cái tâm sinh diệt và tâm không sanh diệt.
mà tâm không sinh diệt, Đức Phật gọi đó là Phật tánh đó, hay là chân tâm. Trong nhà Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh đó. Không riêng người nào, ai cũng có Phật tánh. Như vậy thì cái Phật tánh đó là cái gì? Chúng ta có ai biết chưa? Đó là chỗ mà tôi muốn nói để cho quý vị thấy. Nhà Phật nói Phật tánh là cái tánh sáng sẵn của mình, hay nói cái khác là cái tâm không sanh diệt của mình. Nơi mình có cái tâm, tâm là cái biết, biết rõ ràng, biết đúng như thật, mà cái biết đó không sanh diệt. Còn cái biết mà hiện giờ chúng ta có đó là cái biết sanh diệt. Bây giờ tất cả chúng ta đều chỉ có cái biết sanh diệt mà chưa biết cái biết không sanh diệt. Vì vậy mà cứ cho rằng tôi nghĩ, tôi tính, tôi lo, tôi làm gì cứ nghĩ, những cái đó là tôi hết. Thành thử ra cái biết không sanh diệt đó nó bị ẩn khuất. Cho nên lời thân nhà Phật nói tất cả chúng sinh đều có cái tánh Phật mà không chịu nhớ, không chịu biết. Vì vậy cho nên Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề, Ngài lặng hết cái tâm sanh diệt đó. Rồi đến cái chỗ không còn tâm sanh diệt nữa, không phải là hết, mà cái tánh giác nó hiện tiền, thì chừng đó giác ngộ viên mãn. Thì Phật có cái khả năng giác ngộ viên mãn, thì chúng ta cũng có cái đó. Mà tại chúng ta bỏ quên, không có tìm, cho nên rồi chúng ta thấy mình một phàm phu, Phật khác, mình khác. Chứ thực sự chúng ta đều có đó. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Phật có nói cái ví dụ, nói như có một cái anh chàng nghèo khổ đi ăn mày, nhưng mà có người bạn rất giàu. Khi người bạn giàu gặp anh chàng ăn mày, sao mà anh lại khổ sở vậy? Thì trước kia nói tại vì tôi nghèo, tôi phải ăn mày. Cái anh mới mời về nhà cho ăn bữa cơm, uống rượu đồ khỏe. Cái rồi anh ăn mày đó ngủ ngon. Rồi cái chủ nhà lại có việc phải đi gấp, anh lấy hồng ngọc quý anh nhét trong cái túi anh ăn mày, nghĩ rằng mình cho anh hồng ngọc này, mai kia anh tỉnh dậy thì anh lấy cái hồng ngọc đó anh bán thì anh có thể đủ cái nhà cái cửa giàu có. Nhưng mà anh đi khỏi thời gian trở về, anh đi ra đường muốn gặp cái chú ăn mày, dần ăn mày như xưa. Anh hơi bực mình, anh hỏi tại sao ngày trước tôi cho anh viên ngọc bỏ trong túi mà tới giờ anh còn ăn mày. Thì anh họ sờ vào túi mới thấy viên ngọc. Như vậy có hòn ngọc quý mà quên, bởi quên cho nên cứ đi ăn mày. Chúng ta hòn ngọc thì ví dụ cho cái tánh giác hay là cái chân tâm của chúng ta, ai cũng có, sẵn có rồi mà quên. Sở dĩ quên là tại say mê. Anh kia thì say mê rượu chè, còn mình say mê ta thế tục, cho nên mình quên cái đó. Mà muốn được cái đó thì phải làm sao? Muốn nhớ cái đó thì phải làm sao? Đó là qua phương pháp tu. Tại sao các nơi ở chùa ta tụng kinh niệm Phật, còn ở thiền viện chúng tôi không có tụng kinh, đích tụng kinh mà cũng không có niệm Phật, mà bắt ngồi im lặng? Thì quý vị thấy chúng tôi ngồi im lặng để làm gì? Bởi vì biết rõ mình có cái chân tâm hay là cái Phật tánh sẵn, mà lâu nay mình cứ nhận cái suy nghĩ hên thua tốt đẹp phải với là tâm mình. Mình không bao giờ mình thấy được cái thật. Lúc ngồi thiền dùng phương tiện và theo hơi thở của mình để dừng cái suy nghĩ
cái lăng xăng. Mình dừng được cái tâm lăng xăng được thì gọi là định. Mà định đó, thì cái trí tuệ thực của mình nó mới hiện ra. Thì đó là cái đường mà Đức Phật đã đi. Thì chúng ta thấy tu ra Phật thì phải trung thực theo cái bước Phật dạy, chứ tôi không biết chế biến theo cái kiểu khác. Người khác thì chế tụng kinh rồi đủ thứ hết. Thì chúng tôi chỉ ngồi thiền. Mình biết tại sao mình ngồi thiền thì để lặng cái tâm sinh diệt. Bởi vì cái tâm đó vốn yên khó lắm, nó quen chạy rồi, ngồi lại cái thì nó chạy tứ tung, cho nên phải dùng phương tiện kềm chế để cho nó dừng, nó lặng. Nhưng dừng nó lặng được rồi thì trí tuệ nó mới sáng. Nên trong nhà Phật nói từ giới sinh định, định mới phát huệ, định rồi mới phát huệ. Còn mình bây giờ thì cái khôn ngoan của thế gian chưa cái huệ. Cái huệ là từ cái tâm chân thật đó nó hiện ra, thì đó là huệ. Như vậy thì quý vị thấy người tu thì muốn trở về với cái tâm thực, mà tâm thực đó ai cũng có hết. Tôi thí dụ cho quý vị thấy, lâu nay chúng ta nghe nói tâm chân tâm hay là Phật tánh, mình không bao giờ mình biết đó. Nhưng mà Phật nói sẵn có ở nơi chúng ta, không vắng thiếu lúc nào hết. Thì như vậy nó ra làm sao, nó ở đâu? Thì trở lại tâm là cái biết. Tâm hư dối là cái biết, biết sinh diệt. Còn tâm chân thật là cái biết không sinh diệt. Tôi nhắc ở trong Kinh Lăng Nghiêm, có một lần Đức Phật bảo mẹ A Nan, cái ngài đưa ta lên, phải A Nan không thấy không? Chưa bây giờ quý vị nói thấy không? Chắc thấy. Ngài A Nan trả lời dạ thấy. Phật để thầy xuống, thấy A Nan không thấy không? Ngài A Nan nói dạ không thấy, vì Phật vỡ quá. Thì chắc chúng ta cũng như thế thôi. Quý vị đưa ta lên là thấy, thấy cái gì? Thấy cái tai. Đấy à, mà để xuống thì mình không thấy, không thấy cái gì, không thấy cái tai, chứ cái thấy nó không, đâu phải là không. Mà mình để thầy xuống nó không thấy, nói như vậy là mình đặt cái thấy nó thành cái tai mất rồi. Có cái tai gọi là có thấy, không có tai gọi là không thấy. Thì như vậy cái thấy đã thành cái tai mất. Phật nói cái thấy là của ông, cái tai là của ta. Ta đưa tai lên thì ông thấy cái tai, ta để tai xuống thì ông thấy mà không có cái tai. Thế sao lại nó không thấy? Thì chỗ đó quý vị thấy chúng ta có dễ lầm không? Cái đó là một lẽ thật mà chúng ta lầm. Thì chúng ta nhiều khi có cái thực mà chúng ta quên. Đó là để Phật chỉ cho. Rồi Phật gọi A Nan, thì A Nan dạ. Phật im lặng hồi lâu. Khi dạ thì hỏi ông có nghe không? Dạ nghe. Rồi khi im lặng hồi lâu, hỏi ông có nghe không? Nói không. Thì Phật kêu thì dạ. Lại nghe mới dạ. Phật làm thinh thì đâu có nghe. Phải không? Cũng bị Phật quở luôn. Phật nói ta kêu gọi ông có tiếng thì ông nghe có tiếng, ta không gọi ông thì ông nghe mà không có tiếng. Phải không? Ông cũng biết nghe chứ ta biết đâu. Thì như vậy quý vị mới thấy chúng ta có một cái lầm, lầm từ cái thấy cái nghe của chúng ta lúc nào nó cũng hiện hữu, mà chúng ta đợi có cảnh mới cho là có, không cảnh chúng ta mới là không. Như vậy chúng ta thuộc lễ thuộc về cảnh, chứ không biết cái thực của mình. Mà thế gian đa số đều làm như vậy. Như vậy thì có thấy là có biết, có nghe là có biết, có xúc chạm là có biết. Mà cái biết nó có dáng, có hình gì không? Nó không hình dáng hết, mà nó thường trực ở khắp sáu căn chúng ta.
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý gì cũng đang biết. Và cái biết đó mình không có màng tới. Mình chỉ biết tập cái lăng xăng trong đầu mình á, mới cho là biết. Vì vậy cho nên rồi chúng ta quên cái thực mà chạy theo cái giả. Ví dụ đương ngồi hay là đang đứng gì đó mà có cái mũi tiếp thì cái chân nó biết đau, thì như vậy nó cũng đang biết. Nó là khắp người chúng ta đang biết, mắt đang thấy, tai đang nghe, lúc nào cũng hiện hữu. Nhưng mà chúng ta bị lầm là đợi có cảnh mới cho là thấy, đợi có tiếng mới cho là nghe, đợi có sức chạm mới cho là biết. Cái còn cái biết nó trùng hết. Như vậy cả người chúng ta lúc nào cái biết nó cũng hiện hữu, mà chúng ta lại không nhận cái biết tràn ngập đó, lại nhận cái biết lăng xăng nó trong đầu. Họ biết là trong đầu thì nó đổi hoài, nay biết thế này, mai biết thế kia, biết đủ thứ hết. Đang biết phải rồi cũng trở thành biết quấy nữa, đủ thứ chuyện, thì cái đó là thiệt. Nhưng mà chúng ta lại nhận nó là mình. Vì vậy mà người tu theo đạo Phật muốn đi sâu, muốn đạt được cái chỗ không còn sinh tử nữa thì phải sống trở lại với cái biết hiện hữu mà không có tướng mạo. Bởi nó không có tướng mạo cho nên nó không sanh diệt. Rồi không sanh diệt mình sống cái đó, nhận cái đó là mình thì đâu còn bị đi trong luân hồi sinh tử. Đó là biết, mà cái biết đó là giải thoát sinh tử. Còn biết của mình bây giờ là cái biết đang đi trong luân hồi sinh tử. Cho nên biết thương, biết ghét, biết buồn, biết giận, biết được thứ hết. Những cái biết đó là cái biết nó thành thói quen, rồi nhắm mắt nó đi theo nghiệp. Còn cái biết chân thật kia thì nó tràn ngập mà chúng ta bỏ quên. Cho nên những cái hình ảnh Đức Phật đưa tay lên, hình ảnh Đức Phật gọi, khả năng vân vân, đó là để đánh thức ở sáu căn mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đang có cái biết sẵn sàng. Cái biết đó không động, nó mới là chân thật. Còn cái biết mà suy gẫm hơn thua đó, cái biết đó là cái biết sinh diệt, nó không có thiệt. Mà chúng ta cứ nuôi cái không thiệt mà quên cái chân thật. Cho nên ngồi thì im lặng là để dừng cái biết sinh diệt. Khi nào cái đó nó dừng lại thì mới sống được với cái biết chân thật. Mà nhà Phật gọi là chân tâm. Thì cái đó mới ra khỏi sinh tử. Giải thoát sinh tử là từ cái đó. Như vậy thì quý vị có thể thấm được chút nào không? Vì già đó tôi không dám nói nhiều, nói nhiều hết hơi. Để những hơi tới bao nhiêu cũng tạm đủ. Mong quý vị nghe, thông cảm, tìm hiểu. Hoặc là làm cái gì đọc sách hoặc cần thêm. Thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ từ từ hiểu được cái đạo lý chân thật của chúng ta đang có. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lời bạch Hòa Thượng, Pháp Sư, chúng con đã được nghe Hòa Thượng từ khi văn nhìn phán cho chúng con những lời đã chỉ dạy để khắp tu hành. Chúng con xin thay mặt cho tất cả giáo sư, tiến sĩ, các bác sĩ, các thầy thuốc, các thiện trí thức và tất cả các Phật tử ở các đạo tràng đã đến đây, xin tỏ lòng thành kính với Hòa Thượng Tân Sư. Chúng con nếu như có phút sau, chúng con cũng xin nguyện là được đi theo chánh pháp, được làm đệ tử của Hòa Thượng. Còn ở trên thế giới này thì chúng con cũng muốn luôn luôn hứa tuân theo những lời chỉ dạy của Hòa Thượng. Chúng con thay mặt cho toàn chúng kính chúc Hòa Thượng thân tâm thường an lạc, thật sự viên thành để dẫn dắt chúng con phát quả vô minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng, đoàn thầy thuốc của chúng con
có duyên lành được về thăm chùa những ngày đầu xuân Ất Dậu, nhất là lại được hòa thượng bố thí cho chúng con thời pháp. Với lòng thành kính của đoàn, chúng con có chút tịch tài dâng lên cúng dường hòa thượng, ngưỡng mong hòa thượng minh chứng lòng thành của chúng con. Kính bạch hòa thượng. Thank you.